nói về vụ Homeless á là chào anh Quốc Việt. Chào Việt Hoa, chào quý xã nha. Đó. Ồ, phải không? Ủa, Quốc Việt bữa đây sao tự nhiên nói giọng khác thì tưởng là Quốc Việt là cái anh nói giọng Quảng mà không? Quốc Việt No. này, Quốc Việt Đà Nẵng mà. Anh này Quốc Việt mà hồi cư xá về phòng trà, phòng trà kìa, biết không? Bà ngồi Quốc Việt. Anh Bình Tâm hả? Anh Bình Tâm hả? An Bình Tâm, đúng Lâu quá không gặp, tưởng đi Mỹ rồi rồi. chứ. Đang ở Mỹ điệu đi Mỹ không nào, đang ở Mỹ điệu đi Mỹ đó nữa. Không, không thì tại vì cái thời mà sau cái thời bao cấp á, lâu quá không gặp người bạn nghe hỏi chứ, ủa sao lâu quá từng đi Mỹ rồi chứ. Thế nên mình vẫn quen cái câu đó, xin lỗi. Ok, tiếp đi. Đó. Nói anh có gì chia sẻ nói chuyện chơi anh đang bình tâm. Thì nãy giờ thấy nghe thì cũng nói cái chuyện quanh quanh cái chuyện đó, nói chuyện đang nói chuyện thuê nhà đúng không? Thì ở Mỹ là áp dụng từ 1% tới 3,5% đúng không? Nhưng mà ở Texas hình như là 3%. Nhiều quá. Tại Nhưng sao mà đâu, nói chung á là từ hai, thấp nhất là 2.8, từ 2.8 cho tới 3.8. Nói chung là mấy cái khu mà 4% thì em chưa thấy, nhưng mà em thấy 3.8, 3 đó, nhiều quá nhưng rồi. mà cứ xã ơi, cứ xã với Việt Pride ơi, có Dạ. 3 chấm thì được, vẫn còn rẻ hơn Cali. Cali 1 chấm nhưng mà nhà Cali á, Thì nó cao. nhà Cali tới Đúng một, nếu rồi, mà cái đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhà đúng, cái ở đó là cái Texas, khác biệt. nhà Texas nếu mà cỡ 500 là Cali 2 triệu Nhưng rồi. mà Đúng rồi. Texas 3% cũng hơi nhiều anh. Chơi Nhiều quá. chứ, nhà bây giờ Chơi Texas quá, giờ ăn cũng cướp. nhà nhưng nhà mà nhưng mà nhưng mà Texas thì lại không đóng một loại thuế thôi, còn như ở Cali á, đóng thuế liên bang là thêm thuế tiểu bang nữa, còn bên đây là đóng mỗi thuế liên bang thôi. Cali nó xin lỗi nha, vừa xấu mà vừa mắc. Nhà Mắc. Texas là vừa đẹp vừa rẻ. Đó, vậy. Còn nhà Florida thì tự nhiên đang rẻ giờ mắc chết cha luôn. Nhà Mắc cho chỗ đã, mà để mắc bốn cho đô đã, đang đi mày là đảo cao rồi đấy, nữa. cao luôn rồi anh Vũ Phú Thuận, 4 đô 5 tiền thuế mà ổng là cao quá hả? Nhà chỗ cứ Được xá là chỗ ai đâu. cứ xá Hả? là Maryland đúng không? Maryland đắt cái rồi thuế mấy? Ông Maryland thì mình bán cái nhà kia rồi, cái nhà mà hồi đó mình live stream á, cái nhà đó giờ nó là history rồi. Mình bán cái nhà đó rồi, cái nhà đó có 1% thôi anh. Nhưng Ok. mà Maryland 1% thôi. bây giờ mua khỏi Maryland đi đâu rồi? Bây giờ vẫn còn một cái nhà Maryland, nhưng mà nhà townhouse thôi. Bây giờ mình mua xuống Florida. Vừa À, mua Florida được năm thì thượng đế thích quá. mình lắm, thương mình lắm, tặng cho mình một cái bảo bỏ mẹ mình luôn. Bây giờ Ổng cái bảo vừa rồi đó. Nhưng mà Chứ có việc bây gì giờ không? ổng bây giờ đang tỉa mượn này ba. Vừa có việc gì không? Có việc gì Có việc không? gì không ạ? À? Không việc gì hết trơn, chỉ có cái nhà nó vô nước khoảng cỡ chừng 1 mét thôi. Nhưng mà còn nhà thì tôi sợ nhiều khi nó bay luôn, chứ có nhiều vừa rồi nó chiếu có những cái chỗ bay trắng đi luôn chứ. Bay sao nổi, tại mình mới thay cái nóc nhà, tại cái nóc nhà nó cứng lắm, nó không bay Sao anh thôi. Mà ơi, bay gì bay, chứ biết còn cái nền nhà không, cái nền nhà là cái nóc nhà là cái tường còn, nhưng mà cái cây xoài của tôi là bay nền luôn, nhà cái nghe hồ nóc bơi, nhà tường cái còn hồ bơi của tôi nó ông bị còn cái rác. sụp luôn, nó lại cái hàng rào nó bay luôn, coi như là nó khốn nạn lắm anh ơi. Nói tới rồi chán, bây giờ Nhà ở bên đây á, ồ mà em nói thiệt nè, hồi xưa á thằng em nó hai vợ chồng nó ở chung với em anh biết hả. Ủa mà hai chồng nó giận nhau á, nó giận con vợ nó đấm vô vách tường một cái đùng, đổ mất cái tay nó dính ở trong đó luôn. Lũng mẹ nó cái vách tường, cái tay nó dính ở trong đó luôn á. cần chỉ người lớn đấy, thằng Tôi nói thằng nó thằng trai cu qua mà. thằng Vách tường nó cu là giấy không à. thằng 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 cu nhóc con là cháu ngoại mình đây này, nó đạp phát lủng tường luôn đó này. Ồ, cái đó bình thường. Mình nhiều khi á, mình nghe nhạc nhưng mà mình úp mặt cho tường á, mình nhích cái hông cái lủng lỗ nhỏ. Đâu có gì đâu. Lu Nhạc Mấy anh công nhận không? Mấy anh công nhận không? Ở bên Mỹ này nè, mà nhà nhà mà có lầu á,
đúng không? Mà mỗi lần mà mình mở tiệc tùng đồ này kia, mình chơi dưới rồi ở trên nó có cái, nó có một cái phòng ở trên, nó kêu là gì ta, gì game room. Entertainment. Entertainment. Ở entertainment giống như cái phòng rộng rộng để chơi, con nít thả lên cho nó đồ mà nó giỡn hả, mình ở dưới mình chơi hả, đùng 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 nó muốn như là sập nhà vậy đó. Còn nhà ở Việt Nam á, ở trên sân thượng nó đứng nó dậm mà ở dưới không có nghe gì đó. Ở nhà phố Đa nó chỉ có một lần, nhà phố Đa chỉ có một tầng à. Nhà này cho retire, dân retire. Trời dân ơi, retire. Ở nhà bên này á hả là toàn là cây. Rồi gì mấy cái vách tường như là giấy nó ép ra như bột vậy, rồi nó đưa lên nó sơn thôi. Còn nhưng mà người ta là bê tông cốt thép luôn. Không, cái đó không có so sánh retire. cho mình một phút mình giải thích như thế này. Là tại vì Mỹ cái khí hậu nó nhất là ở cái miền Bắc á, đúng rồi, em hiểu. Mình không thể xây nhà bằng xi măng, đúng rồi, mình xây nhà xi măng măng á, mùa đông á nó, cái xi măng á nó sẽ toát ra hơi lạnh á, chịu gì nổi ba, với nó lạnh anh. Cho ở Tây Sệt mình ở Tây Sệt cũng đâu có xây đâu. Ở Tây Sệt cũng hai lớp không, đâu có xây. Ở Tây Sệt cũng đâu có xây, mà hầu như ở Mỹ nó đâu có xây, tại cái điều kiện thời tiết bên anh mưa nó cũng ít, cho nên người ta cũng không có sợ. Ở Tây Sệt là xây nhà cũng bằng không có, Tây Sệt đâu xây đâu. Tây Sệt cũng khung gỗ đây là dán bằng cái ván ép, ván công công nghiệp, là dán hai lớp thôi, cho làm gì có xây, không có cái tổn sắt, chỉ có duy cái nền nữa thì đổ bê tông mà dưới nền, tổn sắt dưới nền, nếu còn toàn bộ cái nhà dựng lều lên không có tổn cái sắt nào luôn. Sao hôm bữa anh nói Texas là cái tường là chăng cái chiếu lên mà. Just kidding man, just kidding. Nhưng mà cứ xá ở Florida, ở đâu, Tampa hay là ở Miami? Thì đó, cái chỗ hôm bữa bị bão đó anh, Southwest. Khi mà đổ bộ ngay chỗ tôi ở, thế có bỏ mẹ không? Mà nó lại đổ bộ kiểu mà một gần coi như là tính theo km đó, là coi như gần 200 km/h, gần 200 km/h. Bão lớn á, bão nó lớn á, bão nó cực lớn, nó đúng bị thế kỷ ơi, đó bà. Rồi mà nó lại đi chậm nữa chứ, thì đại khái ông trời ông nói chứ, à tao đi chậm này cho mày chết không, cứ đi chậm vậy. Mà nó cái bão nó đi Florida xong nó vòng ra biển, nó lên Carolina. Nó không có ở ngoài biển đâu, đi vô đất liền nó đi qua hướng Orlando rồi đi lên North Carolina, South Carolina, North Carolina. Thì đó, nó lên hai ông Carolina luôn đó. Nhưng mà nó cái này biển. Là nó chán là cái trường hợp tôi là như thế này, là tại mình không còn mortgage nữa, mình không còn nợ tiền nhà nữa. Cái bây giờ cái tự nhiên cái nhà mình bắt ta lông á, tự nhiên lại nợ tiếp, chán không? Là tại mình phải bỏ tiền nó để sửa là mình sẽ nợ. Đúng không? Có bảo hiểm mà không đòi, không mua bảo hiểm mà. Bảo hiểm nó đâu có, nó không có trả cho flood là lụt đó, nó không bán. Ồ, mình năn nỉ nó chứ mình lạy nó luôn, nó bán tao đi, đất bán này nè. Mấy bảo hiểm này nó khôn lắm, nó biết là Florida ưa có màn lụt đó. Nhưng mà nó có bảo hiểm cho mình hurricane. Hurricane có nghĩa là gì? Có nghĩa là gió bão gì phía ngoài của cái nhà thôi. Nhưng mà nếu nước trong nhà nó đất đèn. Cho nên kỳ này là mình sẽ phải bỏ ra cả 100.000 á, từ 70.000 đến 100.000 là chữa. Anh ấy khủng khiếp không? Tôi mấy bữa này tôi bức xúc á. Là tại sao? Là tại vì tất cả mấy cái drywall là phải nó phải gỡ ra hết. Xong rồi cái tủ lạnh mà nước vô là nó ngả luôn mà anh biết không, trôi luôn mà. Tủ lạnh to đùng 6 feet to đổ luôn. Năm nay có vẻ cũng có khả năng cũng lạnh lắm á. Năm ngoái chỗ Việt Rai có tuyết không ạ? Có tuyết, Texas. Năm ngoái hả, không có tuyết anh, nhưng mà lạnh không có anh. Đừng có giỡn, Texas. Mấy năm vừa rồi có tuyết á. Có ngoài thì có mà, năm ngoài có nhưng cũng nặng bằng năm kia. Houston tuyết vừa rồi nó đổ đâu cũng
hai ba chập gì á, không phải là năm năm rồi, có mà năm trước nữa. Ồ, anh có nhớ mà nó bị nguyên một tiểu bang nó bị đóng băng lại, nó cúp điện không? Thì đó là năm trước, còn năm vừa rồi là có tuyết trong vòng 2 ngày nhưng mà nó không có lạnh. Dạ màng lắm á, không đơn giản đâu, mà tới chừng nó bị một cái bà con khốn đốn hết á. Tại vì tiểu bang thấy sợt á là ít có tuyết, cho nên người ta thiết kế khi xây dựng building nhà, biểu nhà là các cái đường ống nước là không thông thiết kế theo kiểu của các cái tiểu bang tuyết hàng năm, cho nên khi mà đóng băng cái là ống nước không biết nó bể tà lẹ. Em thì em nói chuyện cái vụ mà bên Cali mấy bữa nay coi trên đài báo rồi, nó nói sao mà tình trạng thất nghiệp rồi homeless tùm lum tà la hết, mình thấy mình cũng rầu. Hồi xưa thì thấy homeless nó dơ bẩn, bây giờ thấy homeless cũng sạch sẽ mà ra homeless hết luôn. Không, cũng tội nghiệp người ta lắm á. Người ta đâu có muốn vậy đâu. Con cái thì đó, thấy cũng tội với anh. Nhưng mà việc trai với cơ sở này à, nhưng mà tại ngay sao cái tiệm, ngay cái tiệm mình này, ngay cái tiệm mình nó là mấy năm ít lắm, mà bực cỡ hơn người năm này ở đâu mà về nó nhiều lắm, mà đặc biệt mấy trắng không à. Nhưng mà mình có thắc mắc cái này, homeless mà cái thì ở đâu cũng có, nhưng mà ở đây mấy năm nó nhiều, nhưng mà mình có một cái thắc mắc cái này. Có một cái ông đó Mỹ mà là cựu chiến binh mà là homeland, mà ông nó đẹp lão lắm, tóc trắng lạc lẽ, lâu lâu ông cũng có tiền, ông vô làm nail, ông vô làm móng tay. Lần đầu thì mình không có biết, thấy ông vô ông làm nail thấy đẹp lắm, ông cũng đi chặt hồi cái ra cái ngay cái ngã ba ngay trước tiệm mình, đi về làm về thấy ông đứng dơ cái bảng đó, dơ cái bảng đứng xin tiền đó, mà ông dơ cái bảng làm dơ cái bảng cựu chiến binh đó, xin tiền. Chiều nay cũng đi ngang cái ngã ba cũng đứng đó cũng vẫy vẫy chào, mà thỉnh thoảng ông cũng có vô tiệm ông làm nào hay thiệt không, không không hiểu tại sao cựu chiến binh thì cũng đi làm homeless để sao hiểu sao như mấy cái trường hợp đó nhà nước không thuê, không trả tiền à, không biết rồi mà thấy ông đi vô làm nào cũng đẹp lạ lắm, sạch sẽ lắm, nhưng mà ra ngày ngã ba gần tiệm nó thấy ông đứng vô cái bảng rồi, mà chiều nay cũng mới thấy luôn. Tiền nó gần hơn nữa. Ông dơ cái bảng lên mà ông ghi chữ chữ tiếng Anh là chữ cựu chiến binh. Dơ lên ông ghi trên rồi dưới mới là homeless. Mẹ, đi cựu chiến binh về vẫn homeless là vô lý. Thế ở Mỹ có nhiều cái chế độ mà sao lại để cho cựu chiến binh làm homeless thì em thấy là nó phỏng vấn hai vợ chồng tội nghiệp lắm. Thằng chồng bị mất cái job. Thằng chồng bị hai đứa đang làm ở căn nhà cũng ngon lành lắm, trong khu đàng hoàng ngon lành đó nha, mà thằng chồng bị mất cái job, con vợ gánh không nổi. Ồ, nó bắt đầu nó rớt liền, con vợ gánh không nổi, xong con vợ ráng làm mà cứ trả trễ riết, từ từ nhà băng nó tới nó không cho ở nữa, là trễ đâu cũng mấy tháng rồi nhà băng không cho ở nữa. Ồ, mà hai vợ chồng ra mua cái liều á anh, mua cái liều mà giống như liều mà mình đi cắm trại á, gia nhập Tan City gì không, mua cái liều ra cái công viên rồi căng lên ở với mấy đứa nhỏ. Ồ, mà tội nghiệp thì thôi á. Yeah, nó nói giờ nó nói giờ tao give up, tao không chịu nổi nữa, giờ ai nó muốn lấy muốn làm gì làm, bỏ quá cao luôn. Thấy thê thảm không? Đấy, ngay cái khu business của tiệm nail mình này, thường thường á là nếu mà homeless thì một người thôi, đấy homeless có cha có con, rồi bữa nay thêm homeless một gia đình luôn. Con ngồi chỗ luôn, nó homeless cùng gia đình, có cha có chồng, có cha có chồng có vợ có thằng con nữa đi homeless. Thì hồi xưa hồi xưa anh thấy homeless á là con thằng à, hoặc là con à, đúng không, nó cù bơ cù bất. Ủa, bữa nay có cả chồng cả vợ. Còn bây giờ là anh thấy có nguyên gia đình nữa. Luôn anh thấy nguyên gia đình, nguyên family luôn, tội nghiệp á. Mình thấy tội á,